Hello cả nhà. Hôm nay xin đi đưa cả nhà mình đi tới Headline, có nghĩa là ngọn hải đăng của tiểu bang Maine nha. Một trong những cái địa danh cũng nổi tiếng ở tiểu bang Maine. Hôm nay trời đẹp lắm và cả nhà cũng follow with Cindy, ok. Đây là tổng quan trước khi mình đi vô cái headline. Đây là một cái park luôn, rất là nhiều người tới đây du lịch cũng có đó. Trước mặt mọi người là cái xe chở một cái đoàn du lịch tới, và bản xứ cũng có luôn. Giờ mình cũng đi. Em bị lạnh nha cả nhà. Quay cái bạc lớn lắm. Cái bạc này nó tên là William. Cái cây cho dân tình uống nước. Get it all in. Ở đây đất rộng, người không có nhiều mọi người. Mấy công viên ta gìn giữ sạch sẽ dễ sợ luôn. Đây là một cái đặc trưng sau cái lobster tôm hùm của tiểu bang Maine nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mình có dịp tới tiểu bang Maine thì nên tới đây một lần ha. Trước mặt Cindy là biển. Cỏ xanh mướt luôn. Rất là nhiều người mang máy ảnh tới đây. Mọi người nghe tiếng sóng không? Wow, sóng vỗ gần đá kìa cả nhà ơi. Ồ, có chỗ bán kem. Gelato. Ta tới đây nhiều. Bây giờ mùa thu rồi. Mùa thu rồi. Em lên hơi vắng chút xíu. Người ta để cái bảng cho mọi người. Please keep up grass, tức là không đạp lên cỏ đó. Đó,
và bảo đảm mà khi mà để cái bảng được rồi là không ai đạp lên, rất là lịch sự. Wow, it's so big. Mọi người thấy ngọn hải đăng không? Đứa nào mà phóng ra ngoài đó mà ghi được tên cho nó hay quá vậy ta. Beautiful. Khu này không cho vô. That's the road. Bên ngoài kia có ngọn hải đăng nữa kìa. Ở chú ngoài xa kia có ngọn hải đăng nhỏ nữa, ngay cái đảo đó nha. Wow, sóng dữ ta. Họ rào lại, họ cho không cho ra. Biển trắng xóa. Đây, mấy cái mỏm đá dưới này. Nước nó đánh đẹp dễ sợ luôn. Nó hình thành từng lớp. Nó mày không coi đâu. Đây là cái nhà. Cái này là National History Civil Engineer Landmark. Portland Headline. Nó có năm 1789 nha cả nhà. Gái sẽ đi đến mùa hè ấm lắm. Bây giờ mùa thu bắt đầu nó lạnh rồi, nó gió. Đó, cả nhà thấy không? Sóng dập vô những cái gành đá nó tạo ra nhìn nhiều cái khối. Hình thể quá đẹp luôn. Beautiful. Không khí trong lành lắm nha cả nhà. Mình hửi vô cái mùi gió biển đó cả nhà. Thì đứng đây nè, hưởng được cái gió, cái nắng và cái mùi gió biển. Nó fresh lắm. Wow, cái hình line này nó lâu rồi mà mọi người thấy nó bự ghê không? Chứng tỏ là thủy thủ đoàn từ rất là xa cũng nhìn có thấy được nữa. Đồ lưu niệm hay cũng có nhiều người mua. Dạ, yeah, đây lạnh. Ở đây cái museum mà đóng cửa. Tới cái lúc mà bắt đầu
livestream không kìa bé. Bé ơi, ở chỗ này lạnh gần chết, có cho bác livestream kìa bé. Đi một vòng cái công viên này cho cả nhà mình xem nha. Ồ, hải âu quá trời luôn. Dạy hai chó xích đó, chó bên tì, bên trái chó chân cừu mắc tiền cả nhà, hai chó nó mắc tiền á. Thì khi mà mình thấy mấy chó đi với một người như vậy á, chứ chắc là chủ nó nha cả nhà. Ở bên này nó có một giáp rồi nha, giáp cái khe chó đó, tiền không đó nha cả nhà. Con mới đẻ nó, người ta đi bộ cho nó giảm cân. Dữ ghê không? Quay qua ngó tôi liền á, chủ nó kêu phải ngồi xuống. Clip walk. Gần đá chỉ có người làm việc ở đây mới được ra thôi. Đây là cái đường đi trên những cái gành đá người ta giới thiệu cho mình. Hoa, wow, mấy cái hoa dại so cute. Đây là đường mòn. Wow, bãi biển nó đắm mấy cục sỏi bự vô nằm đẹp quá. Chữ ghi gì con sao quá mà không thấy. Vậy là mấy thằng thực vật học quá, nó vô nó trồng mấy cái cây á mọi người.
share cho mọi người đi bộ cả nhà. Hoa sơ rất là đẹp. Giống như hoa cúc mình ha, hoa dại mà đẹp ghê. Gió lồng lộng, cả nhà nghe không? Gió rất là lạnh nhưng mà được cái mình đi bộ cả nha, cho nên mình cảm thấy người nó nóng lên. Đây có một cái cầu thang làm bằng đá, nếu như mình cảm thấy mình không thích đi nữa thì mình leo lên. Có mấy cái ghế đá cho người đã đi quát y người ta ngừng lại. Qua bà cụ cắm gậy cũng còn đi được nha, không gì mà mình. Hello, good morning. Ok cả nhà, và vừa rồi là Cindy cũng giới thiệu với cả nhà mình một cái đặc trưng của tiểu bang Maine, đó là ngọn hải đăng Highline ở trong cái William Fork mà rất là nổi tiếng. Hy vọng một chút gì đó những cái cảnh quay của Cindy sẽ gây được ấn tượng cho cả nhà, và có dịp tới tiểu bang Maine thì cả nhà mình bỏ chút thì giờ tới đây enjoy hưởng cái không khí trong lành và cảnh đẹp của tiểu bang Maine nha. Và Cindy nói lời bye bye, chúc cả nhà một ngày an lành và hạnh phúc.